Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Kính thưa đại chúng, một trong những mục đích quan trọng của sự tu tập của chúng ta đó là tạo được năng lượng bình an, sống bình an trong mỗi giây phút của đời sống. Chúng ta thực tập pháp môn nào, phương pháp nào đi chăng nữa thì cái đích đến vẫn là muốn có được một tâm hồn bình an. Và một trong những điều kiện mà theo kinh nghiệm của tôi, muốn giữ được tâm bình an thì trước hết phải làm cho tâm chúng ta được quân bình. Những cái năng lượng mà chúng ta cho ra đó, nó phải tương xứng với cái năng lượng đưa vào. Nhưng mà nhìn vào đời sống thực tế mỗi ngày thì mình thấy mình cho ra nhiều hơn là đưa vào. Mình phải giải quyết rất nhiều vụ việc, rất nhiều khó khăn, phải đương đầu với rất nhiều hoàn cảnh khác nhau. Mà cái nơi mà nó rút tỉa năng lượng mình nhiều nhất á, đó là công việc và người thương yêu của mình. Mãi cho tới khi mà mình lên giường ngủ thì mình mới có cơ hội cho mình. Mà nhiều người còn chưa chịu nữa. Lên giường ngủ mà còn nghe nhạc, còn bấm điện thoại, còn chat chít, còn online cho tới khi nào mà nó rã rời, nó liệm vào giấc ngủ hồi nào không hay thì thôi. À thì mình cũng có thương mình bằng cách nghe pháp thoại. Nhưng mà nghe pháp thoại chưa chắc là nó là một cái phần của nhu cầu ở trong tâm, nhưng mà nó chưa chắc là cái tổng thể. Toàn bộ tâm hồn mình nó cần nghe pháp thoại. Đó là mình chưa nói thân thể mình cũng chưa chắc là nó cần nghe thêm một cái gì nữa, đưa thêm một cái gì nữa vào. Nhiều khi nó chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Tới giờ phút này thì mình cũng chưa thương mình lắm. Mình chỉ thương những cái ham muốn của mình thôi. Còn thương yêu một cách thật sự, biết cơ thể mình cần cái gì, tâm hồn mình cần cái gì, để cho nó được quân bình, để cho nó được thư giãn nhẹ nhàng, để cho nó được bình an, thì có vẻ như là mình làm chưa được, chưa thật sự quan tâm. Tại vì mình rất là thương người khác. Mình nghĩ như vậy. Mình thương chồng, thương con, thương vợ, thương nhân viên, thương bạn bè, thương tông chi họ hàng. Nhưng mà có một đối tượng mà mình chưa thương, đó là chính mình. Mình vẫn đi theo tâm thức của xã hội, đó là hướng tâm ra ngoài liên tục. Từ sáng thức dậy cho tới khi lên giường ngủ, dường như lúc nào mình cũng nghĩ về một đối tượng nào đó, hoặc là nghĩ về công việc, chứ chưa bao giờ là mình nghĩ cái thân thể mình nó khỏe hay không, nó cần nghỉ ngơi không, nó cần đưa vào những loại thực phẩm nào, lành tính hay là không lành tính, nó cần thiền định không, nó cần dừng suy nghĩ không, nó cần bình an không. Nghĩa là mình đang ở trong một trạng thái mất quân bình, giữa một cái hướng ra bên ngoài quá nhiều và quay vào bên trong quá ít. Đó là sự mất quân bình đầu tiên, là tình trạng chung của chúng ta. Buổi sáng thì mình còn nhiều năng lượng lắm, cười nói, làm việc rất là hăng say. Nhưng mà trưa là bắt đầu hơi quạo quạo, và tới chiều là cạn kiệt năng lượng, là đủ thứ chuyện xảy ra. Mà quý vị biết là khi năng lượng mình nó cạn kiệt á, thì phiền não nó phát triển rất nhanh. Đó là mảnh đất màu mỡ cho phiền não ra đời. Không kiểm soát được cảm xúc, không kiểm soát được lời nói và hành động.
Mình biết chứ, mình thấy rất rõ tình trạng của mình, nhưng mà hình như là thấy chưa đủ đủ sâu, đủ thấm để làm một cái quyết định mạnh mẽ là phải thay đổi tình trạng. Và rõ ràng là ngày nào mà công việc nhiều, tiếp xúc khách hàng nhiều, gặp gỡ nhiều người, giải quyết nhiều vụ việc là cứ y như là buổi chiều mình xẹp xuống như là cái bong bóng hết hơi. Và khi mà năng lượng mình nó xuống thấp rồi thì cái thấy mình nó sẽ bị thay đổi, lệch lạc, không còn chính xác nữa. Chắc là các vị ai cũng nhớ cái câu nói nổi tiếng của Đức Phật là tâm chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn lên thực tại như thế ấy. Khi tâm mình tràn đầy năng lượng thì nhìn cái gì nó cũng ok hết. Nhưng mà khi nó cạn kiệt năng lượng rồi thì nhìn cái gì cũng bất ổn, cũng không có ok. Nhưng mà ít nhất á, một người có tu tập phải biết cái chuyện đó. Phải biết khi mình nhìn một cái đối tượng mà khó ưa, khi mình không chấp nhận đối tượng đó, khi mình muốn loại trừ đối tượng đó là lúc mình đã cạn kiệt năng lượng. Phải biết cái chuyện đó. Nếu mình tu chưa giỏi tới cái mức lúc nào cũng chế tác năng lượng một cách tràn đầy thì ít nhất khi mà năng lượng tụt xuống mình phải biết. Và đừng tin vào cái thấy của mình tại thời điểm đó. Đừng tin, không có chính xác. Cho nên khi mà mình nhìn một đối tượng không còn dễ thương nữa, trước đó thấy rất là dễ thương. Công việc cũng vậy, trước đó mình rất là ưa thích công việc đó, nhưng mà sau đó thì mình không còn thích nữa, thì đừng có tin tâm của mình liền phải lùi lại, phải đi tìm một cái chỗ để làm cho thân tâm mình nó quân bình trở lại, làm cho năng lượng mình nó ổn định trở lại, thì có thể cái thấy của mình nó sẽ thay đổi. Cho nên nếu mà để nắm bắt được cái này cái nọ để đi tới thành công mà không có nghĩ gì tới hạnh phúc thì chúng ta không cần nghĩ tới sự quân bình, cứ dồn hết năng lượng cho công việc hay đối tượng mà chúng ta muốn nắm bắt. Còn nếu chúng ta quan tâm tới giá trị hạnh phúc, mà hạnh phúc á phải là hạnh phúc bền vững, hạnh phúc đến từ sự bình an của tâm hồn á, thì chúng ta buộc phải thiết lập cái đời sống trở lại sao cho quân bình giữa cái hướng ra bên ngoài và thời gian quay vào bên trong. Trước khi nói quay vào bên trong thì chúng ta phải nói tới những cái cơ bản hơn, đó là chúng ta phải sinh hoạt có bài bản, có giờ giấc đúng thời khóa, có thể dục, có ngủ nghỉ đúng giờ, có làm việc chừng mực. Khi nào thấy mệt thì phải nghỉ ngơi. Nói như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là mệt quá đôi chân này tìm tới chiếc ghế nghỉ ngơi. Mệt thì phải nghỉ chứ. Nhưng mà khi mà mình vác ba lô đi đường xa hàng chục dặm thì mệt là biết liền à. Đi hết nổi nữa. Thì đi hết nổi nữa thì phải tìm một cái chỗ để ngồi nghỉ chứ, phải không quý vị? Nhưng mà khi chúng ta làm việc nó hấp dẫn lắm. 10 tiếng chưa mệt, 10 mấy tiếng cũng chưa mệt nữa. Với những công việc mà mình ưa thích, nó chạm vào tài năng, nó chạm vào bản ngã của mình. Hoặc là mình ngồi bên đối tượng thương yêu hàng ngày mà không có thấy chán, đó là mình bị cảm xúc nó lấn át thôi. Chứ sự thật bên trong là có sự suy sụp năng lượng, có sự kiệt quệ, có sự mất mát, có sự rệu rã. Thành công thì cũng quan trọng, nhưng mà thành công không có hạnh phúc thì thành công không có nghĩa lý gì. Cho nên chúng ta cũng có những dự án, có những kế hoạch cần phải thực hiện. Chúng ta có những hoài bão, có những tham vọng thì chúng ta cũng cứ thực hiện. Nhưng mà làm sao để có thể thiết lập được cái sự cân bằng giữa cái năng lượng mà chúng ta tiết ra mỗi ngày và cái năng lượng thu lại? Thì như tôi đã nói là ngoài cái việc chúng ta sinh hoạt có bài bản, có thời khóa, biết cách chăm sóc cơ thể,
chúng ta cần phải biết cách chăm sóc tâm hồn. Thì kinh nghiệm của tôi là thiền định. Thiền tập là một trong những cái phương pháp hữu hiệu để chúng ta lấy lại năng lượng mà chúng ta đã tiêu xài trong ngày. Mà nửa giờ ngồi thiền thì cũng không có đủ thiếu đâu các bạn. Phải thiền tập liên tục, phát triển thiền tập rộng khắp mọi nơi, nơi nào chúng ta sinh hoạt, tiếp xúc, làm việc, chúng ta đều phải thiền tập. Cái sự mất quân bình thứ hai mà chúng ta đang phải đối mặt đó là giữa động với tĩnh. Đó là hướng ra ngoài nhiều quá, hướng vào bên trong rất là ít, hướng ngoại nhiều mà hướng nội ít. Thì cái vấn đề thứ hai của chúng ta đó là vì hướng ra ngoài nhiều cho nên động nó quá nhiều, mà cái phần tĩnh nó rất là ít. Và quý vị biết là nếu mà quý vị nào có thiền tập thì quý vị biết cái trạng thái khi mà mình làm cho cái tâm mình nó định tĩnh, những cáo bận phiền não nó lắng dịu xuống, thì cái tâm mình nó rất là sáng tỏ, rất sáng tỏ. Nó có thể nhìn mọi đối tượng một cách rất là chính xác. Hãy quân bình là tự nhiên sẽ sáng tỏ. Còn khi mà mình động á, động ở đây nó đứng về mặt thân thể và kể cả trong tâm luôn, thì mình dịch chuyển nhiều quá, lao theo đối tượng nhiều quá, khi mình hướng ra bên ngoài để nắm bắt nhiều quá, tức là mình phải sử dụng rất nhiều phiền não để giải quyết những vụ việc, phải sân si lên, phải gầm rú lên, phải đập bàn đập ghế, phải giận hờn, phải đố kỵ, vân vân, thì mình mới có thể đứng vững được, mới có thể điều hành một cái gì đó được. Thì tâm mình rất là động, rất động, lúc nào cũng hấp tấp, lúc nào cũng vội vàng, lúc nào cũng thấp tha thấp thỏm. Vì cái tâm mình động cho nên là phiền não nó có cơ hội nó sinh khởi rất là nhiều. Còn khi tâm mình tỉnh thì phiền não nó sẽ lắng dịu xuống. Mình chưa có thể phóng thích hết phiền não thì ít nhất là mình phải có được cái kỹ năng là làm cho phiền não nó lắng dịu xuống. Càng nhiều càng tốt trong ngày. Tất nhiên là khi mình làm việc, khi mình ra công sở thì mình phải chấp nhận cái môi trường động. Nếu mà biết đem thiền vào đời sống một cách khéo léo thì giữa cái động mình vẫn có thể tỉnh được. Mình có thể tách ra mọi người, tìm một không gian để tỉnh, hoặc là ngay khi tiếp xúc với mọi người, tiếp xúc với công việc mà mình vẫn có thể tỉnh được. Còn dĩ nhiên là tỉnh ở không gian tỉnh thì quá tốt rồi. Và khi mà chúng ta có sự quân bình giữa động với tỉnh thì chúng ta tiếp xúc với một người động, chúng ta biết liền. Lúc nào cũng lao chao, lúc nào cũng lăng xăng, lúc nào cũng hướng ra bên ngoài để chụp bắt cái gì đó. Còn khi mà chúng ta ở trong tỉnh thì chúng ta có cái độ yên lắng nhất định. Và khi mà chúng ta có cái độ yên lắng nhất định, chúng ta mới có thể tiếp xúc sâu với những cái giá trị màu nhiệm đang có mặt xung quanh chúng ta. Thí dụ khi mình uống trà thì mình chỉ tập trung uống trà thôi, thì trạng thái đó được gọi là trạng thái của tỉnh. Khi mình ăn, mình chỉ tập trung vào cái việc ăn thôi, không suy nghĩ chuyện gì khác. Khi mình làm việc thì chỉ tập trung vào công việc thôi. Thì cái đó mặc dù thân thể có động nhưng mà tâm vẫn tỉnh. Và khi tâm tỉnh thì tất nhiên là cái phẩm chất rất là cao. Dù mình tiếp xúc hay là mình làm việc thì phẩm chất cũng rất cao. Cho nên nếu quý vị nhìn thấy cái phần tỉnh của mình ít quá thì phải nên xây dựng thêm, phát triển thêm, bớt động lại. Mình có thể hỗ trợ cho việc bớt động, đó là bớt sử dụng điện thoại, bớt sử dụng máy tính, internet, bớt tiếp xúc với những đối tượng không cần thiết trong một cái giai đoạn nào đó. Dĩ nhiên khi mà cái tâm mình nó ổn định rồi, nó vững vàng rồi thì đối tượng nào mình cũng tiếp xúc hết.
Nhưng mà trong giai đoạn cái tâm mình nó còn yếu, nó động nhiều quá, thành ra mình phải tìm cho nó những cái đối tượng tĩnh, dễ chịu, không có tiếp tục khơi dậy cái chất động trong người của mình. Và ngoài ra mình phải tìm tới cái không gian tĩnh. Tại vì tâm chúng ta nó cũng cần cái cảnh rất là nhiều. Đưa tới không gian tĩnh để thân tâm cùng được tĩnh. Nhìn một cái người có tâm quân bình á, chúng ta cũng dễ nhận ra. Nhẹ nhàng, thư giãn. Cái thư giãn nó báo hiệu cho sự quân bình đó quý vị. Còn nếu mà mình đang căng thẳng, nó báo động có một cái gì đó bất quân bình, tức là muốn quá nhiều. Có những cái muốn không cần thiết, không phù hợp, cho nên cái nội lực đó không đủ sức để đón nhận, thành ra căng thẳng và mệt mỏi. Khi mình thư giãn là mình chấp nhận hiện tại, thấy được trong giây phút hiện tại có rất nhiều thứ quý giá để nâng niu, giữ gìn và thưởng thức. Tương lai không quá quan trọng, tương lai cũng cần thiết nhưng mà không quá quan trọng. Hết lòng với giây phút của hiện tại, cho nên rất là thoải mái, rất là thư giãn. Đức Phật có nói là quá khứ đã đi qua rồi, tương lai thì chưa tới. Hãy quán chiếu giây phút của hiện tại và tuệ giác chính là đây. Đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai, an trú trong hiện tại. Tuệ giác chính là đây. Tuệ giác không bao giờ có ở tương lai, nó xảy ra trong cái giây phút của hiện tại. Trong quá trình hành thiền, thiền Vipassana, thì cái phần mà nhìn lại bản thân mình đó, nó ít hơn là cái phần nhìn vào bản thân mình tại giây phút này. Tại vì khi mình nhìn lại là mình phải tư duy, mình phải nghĩ tưởng những cái gì mình đã nói, những gì mình đã làm ở trong quá khứ. Thì mình có thể sử dụng chánh tư duy, mình cũng có thể suy tưởng. Nhưng mà Đức Phật khuyên chúng ta nên giới hạn cái phần đó, ít dùng chánh tư duy. Thay vào đó chúng ta dùng chánh niệm. Chánh niệm là không suy nghĩ, là cảm nhận các đối tượng ở xung quanh chúng ta hay là ở trong chúng ta tại thời điểm này, giây phút này, gọi là đương niệm. Đương niệm là tại thời điểm này thôi, chứ không phải là phút trước hay là giờ trước. Mà nếu mà mình sống trong đương niệm càng nhiều á, thì tuệ giác mới có cơ hội sinh khởi. Cho nên cái sự cân bằng kế tiếp đó là giữa cái nhìn lại và cái nhìn mình ngay thực tại, ngay giây phút này. Nhưng mà hầu hết chúng ta là hay nhìn lại mình, nhìn lại những gì mình đã làm, đã nói, đã tư duy. Mỗi khi mà mình làm khổ ai đó, mỗi khi mình bị người nào đó phê bình chỉ trích hay là giận hờn mình, thì mình có nhìn nhưng mà nhìn lại. Thì thiền thì không khuyên chúng ta nhìn lại nhiều, mà nhìn tại giây phút này. Cái gì nó đang diễn ra trong tâm chúng ta vậy? Cái gì nó đang diễn ra trong cái dòng cảm thọ của chúng ta vậy? Cái gì nó đang diễn ra trên cơ thể của chúng ta vậy? Đó là cái chúng ta cần biết. Hồi nãy chúng ta nói là chúng ta hướng ra bên ngoài nhiều quá mà không có hướng vào bên trong. Nhưng mà quý vị biết là có nhiều người cũng rất là hướng nội. Tại vì họ hướng vào trong nhiều quá mà họ không biết làm gì. Chỉ ngồi đó nghĩ, tưởng tượng, phân tích, mổ xẻ, giải thích, lý luận. Những cái đó nó không có giúp ích nhiều. Giúp có chút xíu thôi. Mà khi nhìn lại mình á,
Khi nhìn vào bên trong thì nhìn vào giây phút này là quan trọng hơn. Và khi mà quý vị chọn một đối tượng nào đó ở trong hiện tại để chú tâm vào, để gắn kết, để tiếp xúc, để thưởng thức á, thì sự thư giãn nó sẽ xảy ra. Có nghĩa là quý vị cũng có kế hoạch, cũng có dự án, nhưng mà từ từ tịch thưởng thức cái giây phút hiện tại trước đã. Hiện tại cũng hay lắm, cũng mầu nhiệm lắm. Mà cái hiện tại này là cái trong quá khứ mà chúng ta đã từng mơ ước nè, và nó đang hiện hữu cho chúng ta nè. Tại sao chúng ta lại hờ hững? Tại sao chúng ta lại vô tâm? Mà chúng ta lại tin rằng những cái sắp xảy ra nó mới hấp dẫn hơn. Đức Phật nói đừng tìm thì sẽ gặp. Đừng tìm hạnh phúc thì sẽ gặp. Nó rất là khác với cái quan điểm của chúng ta là phải nắm bắt càng nhiều thì mới có hạnh phúc. The pursuit of happiness, mưu cầu hạnh phúc, là một cái quyền cơ bản của công dân Mỹ khi mà chúng ta tuyên thệ để trở thành một công dân Mỹ. Thì nó có cái cụm từ đó. Và cả đời chúng ta vẫn cứ đi tìm, hết cái này tới cái khác, chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Có thỏa mãn nhưng mà ngắn lắm, chưa bao giờ dừng lại lâu để thưởng thức một cái gì. Đức Phật nói chúng ta có đầy đủ những điều kiện của hạnh phúc hết rồi, đủ hết, chỉ cần dừng lại tiếp xúc sâu vào là có hạnh phúc. Tại vì hạnh phúc nó thuộc về tâm hồn, nó thuộc về tâm, chứ không phải tùy thuộc vào những cái giá trị ở bên ngoài, những cái ở bên ngoài, những đối tượng mà chúng ta muốn nắm bắt á, nó cũng có thể đem lại chúng ta một chút cái cảm giác sung sướng, khoan khoái, đã, sướng. Nhưng mà nó tan biến rất nhanh. Tại vì trong tâm chúng ta, cái tâm chúng ta nó rất là kỳ cục. Nó mới thích đó rồi nó không thích nữa. Nó mới muốn đó rồi nó không muốn nữa. Mà nếu mình đi theo nó đó là mình khổ dài dài. Hạnh phúc nó rất là ngắn ngủi. Cho nên Đức Phật nói thay vì mình đi theo tâm mình á thì thuận phục nó, có thể làm được, làm cho nó bớt muốn lại, bớt đòi hỏi lại, tập cho nó biết cách thưởng thức, biết cách hài lòng với những gì mình có. Các nhà nghiên cứu thần kinh học ở Mỹ, Rick Hansen, đã tổ chức ra một cái nhóm nghiên cứu về hệ thần kinh. Thì họ thấy cái trạng thái hạnh phúc của con người nó được chia làm 3 cấp bậc. Cấp bậc đầu tiên đó là contentment, sự hài lòng. Khi hài lòng, hệ thần kinh nó rất là thư giãn, êm dịu, thoải mái. Nó vượt hẳn cái sự thỏa mãn. Sự thỏa mãn là satisfaction. Tại khi thỏa mãn, hệ thần kinh hoạt động rất là dữ dội, rất là căng thẳng. Thật ra là mình tu tập để hết phiền não. Nhưng mà khi mình hành thiền, mình đừng có để ý tới cái chuyện đó nữa. Cái công việc chính của người hành thiền đó là làm sao có chánh niệm thôi, tỉnh giác liên tục, rồi để cái sự tỉnh giác đó, cái năng lực chánh niệm đó, nó sẽ giải quyết phiền não. Tại vì phiền não mà mình phát hiện được nó chỉ là hiện tượng trên mặt thôi, sản phẩm đã được đưa ra rồi, còn cái nhà sản xuất là ở bên trong, cơ chế năm uẩn nè. Nếu mình không có chạm được cái cơ chế năm uẩn này đó, mà ngồi đó mà đón đầu những cái sản phẩm của nó đưa ra, thì không bao giờ mình giải quyết hết được. Cho nên cái hay của hành thiền đó là chúng ta không đi giải quyết những hiện tượng phiền não, mà là chúng ta xây dựng sự tỉnh giác liên tục. Khi nó đủ mạnh rồi, nó điều chỉnh cái hợp thể năm uẩn này lại.
thì phiền não hết sanh khởi thôi, chỉ có vậy. Nhưng mà tiến trình nó rất là khó. Cái khó là mình hay nhúng mũi vào phiền não của mình để điều khiển, để mà xử lý. Thành ra đoạn trừ hoài mà nó vẫn sinh khởi hoài. Càng tu thì càng có nhiều phiền não, tại vì mình tu không có đúng cách, thái độ bị sai. Cho nên là mình thuần được con trâu hay không nó cũng chưa có cần kiếp lắm. Quan trọng là mình có được sự tỉnh giác, có được chánh niệm thì trước sau gì nó cũng sẽ thuần được. Thành ra khi mình tu, mình mất quân bình cũng không có gì mắc cỡ. Mình nổi sân si lên cũng không có gì ngại. Không phải là ông thầy Minh Niệm khuyến khích mình nổi sân si, mà là quý vị đừng có sợ hãi khi mà mình bị sân si. Đừng có lúng túng, đừng có trách giận bản thân, thậm chí là đừng có trừng phạt. Mà mình phải đối xử tử tế với chính mình. Quan trọng là phải kịp thời quay trở về với pháp hành của mình, phương pháp mà mình hành trì, xây dựng sự tỉnh giác trở lại, xây dựng chánh niệm trở lại. Tại vì mình đã để cho phiền não nó sinh khởi như vậy là nó báo hiệu chánh niệm của mình nó lỏng lẻo. Nhưng mà hỏi thầy Minh Niệm có hài lòng với những gì mình có chưa? Câu trả lời là chưa. Nhưng mà nếu mà thầy chưa có hài lòng thì thầy đi biểu người khác hài lòng sao được. Và kỳ thực là tuy chưa hài lòng nhưng mà vẫn hài lòng. Hài lòng nhưng mà vẫn chưa hài lòng. Nói hơi lộn xộn chút xíu là có nhiều hoài bão lắm, có nhiều điều muốn làm lắm. Tôi có nhớ Steve Jobs có nói là khi mình làm được một cái điều gì có ý nghĩa thật sự rồi thì đứng lên làm tiếp một điều nữa. Đừng có ngồi đó mà gặm nhấm với cái niềm vui đó, vậy thường thỏa mãn với nó rồi chấm dứt. Đại khái là như vậy. Tất nhiên là khi mình muốn làm một điều nữa thì mình cũng phải có năng lượng rồi hãy làm chứ. Phải nạp năng lượng tiếp mới làm nữa. Chứ không thôi thì nó rơi vào tình trạng lực bất tòng tâm á. Tức là cái muốn của mình nó lớn quá mà cái sức mình nó không theo nổi. Gọi là lực bất tòng tâm. Mình mới vừa hoàn thành xong một dự án thì mình phải nghỉ ngơi, nạp năng lượng rồi mới tiếp tục. Sau khi bản Hoa Anh Đào đóng cửa, chắc ở đây đại chúng ai cũng biết, thì thầy trò chia nhau mỗi người một hướng để nghỉ ngơi. Một số bạn đi qua rừng thiền Ba Ao ở Miến Điện, còn thầy thì qua tận trời Tây để nghỉ ngơi. Thật ra là khi mà tôi qua bên đó tôi mới phát hiện ra là mình ở Việt Nam mình mất rất nhiều năng lượng. Qua bên đó thì tôi cũng phải giải quyết nhiều việc lắm, giống như là mình bắt đầu nhiều thứ. Và tôi còn viết một cuốn sách nữa. Viết xong một cuốn sách, rồi dành thời gian cho bản thân để tu tập. Mà mình thấy mình vẫn có nhiều thời gian. Thì tôi quan sát tôi thấy rằng là khi mình ở nước ngoài á, cộng đồng người Việt không có gần mình nhiều. Tôi ở chính trong cộng đồng người Tây Phương, cho nên là gần như là mình ít biết những cái thông tin bên ngoài. Không có ai tới để nhờ tư vấn hay là tổ chức những cái khóa thiền liên tục được. Và không có làm dự án, không phải nuôi dạy ai, không phải xử lý cái gì hết. Cho nên là rất là dư năng lượng. Cho nên mới dám kỳ này về 3 tuần mà nói tới 20-30 bài pháp thoại. Ai về đâu bị cái trận cảm này làm tuột hết mớ năng lượng. Còn khi mình ở Việt Nam thì mình phải đương đầu giải quyết nhiều quá. Đứng mũi chịu sào cho nhiều thứ quá. Cho nên là mình mãi cho tới khi qua bên đó mình mới nhận ra thật sự là mình không còn đủ năng lượng. Chứ còn ở bên này là thấy nhưng mà thấy không rõ. Thì nói về sự tu tập á, thì tôi còn phải tu nhiều nữa. Nhưng mà rất là hài lòng với những gì mình có được. Nhiều khi mình thấy những gì mình có được nó cũng là duyên may nhiều hơn là cái sự nỗ lực cá nhân. Đó là tôi nói thật lòng.
Những cái gì mà tôi có được trong cái đời sống tu tập của mình đó, là nó nhờ phước của đất trời ban cho nhiều hơn là cá nhân mình nỗ lực đạt được. Cho nên rất là hài lòng. Mình còn không nghĩ là mình đạt được những cái giá trị như vậy. Rồi khi mà mình đem những kinh nghiệm của mình chia sẻ cho đại chúng, được đại chúng đón nhận, thực hành và có kết quả, nó ngoài cái sự mong đợi của mình, thì có gì nữa mà không hài lòng. Dĩ nhiên là mình sẽ muốn có nhiều đại chúng hơn, những cái kinh nghiệm mình được đi xa hơn. Nhưng mà tôi cũng là cái người biết tri thiên mệnh. Mặc dù là Khổng Tử nói 50 tuổi là bạn phải tri thiên mệnh, nhưng mà tôi mới có 40 tuổi, tôi cũng đã tri thiên mệnh, tức là biết cơ trời, biết coi trời đất như thế nào, biết nhìn xa trông rộng, biết tuân theo nguyên tắc vận hành của trời đất, biết thuận theo hoàn cảnh. Cho nên là mọi thứ nó còn tùy thuộc vào nhân duyên, chứ mình không phải đó ngồi đó muốn mà được. Nhưng mà họ có muốn không thì cũng có, nhưng mà nó không có thúc ép mình, nó không làm cho mình mất đi cái cơ hội thưởng thức những cái gì mình đang có, nó không làm cho mình bất quân bình, bất sự thư giãn. Cho nên hài lòng thì hài lòng thật, nhưng mà muốn thì vẫn còn muốn. Nhưng mà vẫn nhắc lại là không phải vì cái muốn đó mà đánh mất sự hài lòng. Cái giá trị thứ hai nữa là inner peace, theo các nhà thần kinh học ở Mỹ, là trạng thái hạnh phúc đứng thứ hai sau cái contentment. Inner peace, bình yên đến từ bên trong. Bây giờ người Tây Phương họ rất là ưa xài cái từ inner. Inner là ở bên trong á. Thí dụ như họ dùng cái từ inner power, là nội lực ở bên trong, sức mạnh ở bên trong, thay vì họ dùng cái power. Cái power là bạn có quyền lực, bạn nói người khác phải nghe, phải vâng lời, kính trọng để phục bạn, là bạn có power. Nhưng mà người Tây Phương bây giờ chán cái đó rồi, họ thích rồi, họ thèm được cái sức mạnh ở bên trong. Làm sao bạn làm chủ được chính bạn cả? Những ham muốn dư thừa không cần thiết, những cơn cảm xúc nhất thời, những bóng tối phiền não của bạn, làm chủ được nó mới có power thật sự. Cái đó gọi là inner power, sức mạnh ở bên trong. Mình biết chuyện đó không nên làm, nhất định không làm. Mình biết điều đó nên làm cho bằng được, cái đó là sức mạnh ở bên trong. Cái đó gọi là nội lực, inner power. Thì inner peace cũng vậy, là bình an đến từ bên trong. Chúng ta cũng có bình an, nhưng mà bình an đến từ bên ngoài. Người khác làm cho chúng ta an, hoàn cảnh làm cho chúng ta an. Tại vì ai cũng đối xử tử tế, công việc ổn định, mọi người yêu thương mình, không có chuyện gì xảy ra, không có trục trặc, không có biến cố, thì tâm mình nó rất là dễ an, phải không quý vị? Cái đó là cái an đến từ bên ngoài, cái an có điều kiện. Nhưng mà Đức Phật nói chúng ta có thể đạt được một cái trình độ cao hơn, đó là an từ bên trong. Đó là khi không còn muốn cái gì nữa. Ở trong kinh điển Đại Thừa nói dục an tắc an. Muốn an là an liền à? Muốn không? Sao chưa muốn? Hay là muốn chưa đủ? Có muốn mà muốn chút chút. Muốn có 10%, 20-30% sao mà an được? Còn muốn nhiều thứ bên ngoài quá mà. Mình còn muốn người đó làm cho mình an bằng cách nói vài câu dễ thương, vuốt ve là an ngay. Mình còn thèm cái thức ăn đó quá mà, phải không? Mình còn thèm sự công nhận, sự nể phục quá mà. Thì làm sao mà mình tìm được cái an ở bên trong được? Khi mà chúng ta hướng ra ngoài để tìm cái an, thì cái cơ chế thiết lập cái bình an bên trong tự động nó sẽ tắt, không chế xuất được nữa. Và khi mình chấp nhận buông bỏ những cái cảm giác hấp dẫn ở bên ngoài, quay vào bên trong, buông bỏ sự mong cầu, an có mặt ngay lập tức. Ở bên Nho gia thì có câu là tri túc đãi túc hạ thời túc, tri nhàn đãi nhàn hạ
à thời gian. Muốn đầy đủ hả? Đầy đủ ngay bây giờ đi, chứ đừng có hẹn hò, biết đời nào mới đủ. Muốn nhàn hả? Muốn nhàn hạ, muốn thảnh thơi thì thảnh thơi ngay bây giờ. Chỉ cần buông cái bên trong là thảnh thơi thôi, chứ có cần thêm điều kiện nào nữa đâu. Nhưng mà mình cứ tưởng là thảnh thơi là phải giải quyết cái này cái kia xong mới thảnh thơi. Cái đó là an ở bên ngoài. An ở bên trong là không cần giải quyết gì đó hết. Giải quyết nếu có thì cái bên trong này, cái mong cầu, dù là những cái mong cầu nhỏ xíu à. Thí dụ tôi đang nói với quý vị mà cái giọng nó cứ rè rè khó nghe như vậy, là bất chợt có cái muốn nó xuất hiện, muốn cho cái giọng mình nó tốt hơn, bất an ngay lập tức. Cái muốn rất là đơn giản như vậy cũng phải bỏ nữa. Tại vì mọi thứ nó còn tuân thủ theo quy luật trời đất nên chi. Nhân quả, duyên sinh, nó có lý do của nó để nó xảy ra tự nhiên đi. Đâu nhất thiết phải can thiệp. Mà hình như là mình càng can thiệp là nó càng bấy nhảy ra. Nó càng hư hỏng hơn, nó càng tồi tệ hơn á. Tại vì cái năng lượng của mình nó đang không có ổn. Mình nhúng mũi vào câu chuyện nào là hư câu chuyện đó. Dạy con mình nó cũng giận trở lại mình. Mặc dù mình dạy rất đúng, nhưng không có nghĩa đúng là có tác dụng. Nó còn tùy thuộc vào cái năng lượng của mình nữa. Cho nên inner peace là một cái giá trị rất là cao cấp, phải tu luyện mới có được. Các nhà thần kinh học họ phát hiện như vậy, nhưng mà họ không biết cách làm như thế nào. May mắn là chúng ta được học rất nhiều phương pháp của Đức Phật. Trong đó có ly sanh hỷ lạc. Cứ buông bỏ là có hạnh phúc. Rồi định sanh hỷ lạc, rồi niệm sanh hỷ lạc. Cứ định tâm thì sẽ có bình an. Cứ quan sát tất cả các hiện tượng tâm lý mà không đồng nhất với nó là có bình an. Và cái trạng thái cao cấp nhất trong tâm hồn mà các nhà thần kinh học ở Mỹ họ phát hiện được, đó là caring, tức là sự quan tâm, chăm sóc, sự thương yêu, sự chia sẻ. Cái sự thỏa mãn á, nó không được xếp vào trong cái bảng hạng này, là tại vì cái sự thỏa mãn là lệ thuộc vào các đối tượng bên ngoài, chạy theo một đối tượng, cuốn vào một đối tượng, nó có đam mê, nó có nghiền ngập. Còn cái sự hài lòng á, là thưởng thức những cái gì mình đang có, của mình. Nhưng mà cái sự hài lòng này nó xếp sau cái inner peace, là tại vì inner peace nó không cần cái bên ngoài nữa. Chỉ quay vào bên trong, buông bỏ sự mong cầu là có. Mà cái inner peace này, cái bình an bên trong này đó, nó vẫn còn xếp sau cái sự sẻ chia, caring. Tại vì cái bình yên ở bên trong là vẫn còn đứng trên cái tự ngã cho mình, giới hạn trong một cái không gian nhỏ hẹp. Còn sẻ chia là thấy tất cả các đối tượng xung quanh đều là thân mạng của mình, đều là pháp thân của mình, đều là những giá trị mầu nhiệm không ngừng nuôi dưỡng mình. Cho nên là mình có trách nhiệm muốn nuôi dưỡng, muốn chăm sóc, muốn yêu thương. Đó là cái đỉnh cao nhất của sự bình an, của hạnh phúc mà con người có thể đạt được. Vậy thì cái sự quân bình mà tôi muốn nói kế tiếp nữa, đó là sự quân bình giữa cái tự lợi và lợi tha. Giữa cái cho mình và cho người. Nhiều khi quý vị nghĩ rằng là mình đang sống vì người khác, sống vì chồng, vì con, vì cha, vì mẹ, vì công việc, vì nhân viên, vì sếp, vì khách hàng. Chưa chắc. Chúng ta cần phải xét lại. Khi mà chúng ta vì một đối tượng nào thật sự đó, thì cho dù đối tượng đó có như thế nào thì chúng ta vẫn tiếp tục yêu thương, tiếp tục nuôi dưỡng, tiếp tục kết nối liên hệ.
Nhưng mà nhìn vào sự thật có lẽ không phải là như vậy. Chúng ta yêu thương đối tượng nào cũng có điều kiện hết. Chúng ta giúp đỡ người nào cũng có điều kiện hết. Nếu mà quý vị cho rằng là: thưa thầy, con đã từng giúp đỡ một đối tượng không có điều kiện nào hết, thưa thầy, con không cần họ phải báo đáp gì cho con hết, đền trả gì hết, như vậy là không có điều kiện mà, thì tôi vẫn nói rằng là vẫn có điều kiện. Điều kiện ngầm. Điều kiện ngầm đó là khi người đó phản công trở lại, khi người đó phản bội mình, người đó bêu xấu mình, người đó chính thức tấn công xúc phạm mình, người đó làm khổ mình, thì quý vị còn thương nổi nữa không? Còn giúp đỡ nổi nữa không? Như vậy thì điều kiện tuy không đặt ra nhưng mà vẫn hàm chứa ở bên trong. Như vậy cũng chưa hẳn là vì người đâu. Cho nên Đức Phật nói thì mình sống trong cuộc đời này thì mình phải có trách nhiệm bổn phận. Nhưng mà mình chưa đạt được tới một cái trình độ vì người hoàn toàn đâu. Nó phải trải qua một cái giai đoạn tu luyện, tự lợi. Phải chăm sóc tốt bản thân, chăm sóc tốt phiền não, làm chủ được cảm xúc, làm chủ được phiền não. Quá trình đó phải trải qua rất lâu quý vị. Thuần ra, làm cho con người mình nó mềm ra, nhẹ nhàng, dễ thương, nhiều năng lượng bình an. Thì khi giúp một người nào đó thì mới giúp thật sự, vì một người nào đó thì mới vì thật sự. Lúc đó mình không còn đứng trên một cái tự ngã để mà vì nữa rồi. Đứng trên lòng yêu thương không điều kiện. Cho nên nếu quý vị thấy hàng ngày mình cứ chạy lăng xăng lo cho người này người nọ đó, thì phải bớt lại. Cái đó là mình đang phục vụ những cái muốn của mình, phục vụ cho cảm xúc của bản ngã. Thay vì mình chăm sóc họ quá nhiều, thì quý vị nên dành thời gian chăm sóc cho chính mình nhiều hơn. Câu hỏi đặt ra là: như vậy có phải là một sự ích kỷ không? Câu trả lời là không. Tại vì quý vị mà chăm sóc họ ít lại, mà quý vị dễ thương hơn, biết lắng nghe hơn, bớt độc tài, bớt khó chịu, bớt kiểm soát, nhiều khi họ còn thích hơn. Mà họ đang cần cái đó, chứ không phải là cần quý vị chăm sóc nhiều hơn đâu. Mình chăm sóc một đối tượng nào nhiều quá mà họ sợ luôn, họ ngán luôn, mà mình không chịu dừng lại. Tại vì sao? Tại vì mình muốn mà họ không muốn. Anh ơi, cho em chăm sóc anh nghe. Không đủ rồi, cho đi mà. Không cho làm sao em chịu nổi. Không cho thì làm sao biết rằng em đang thương anh. Như vậy là mình muốn chứ bên kia ta đâu có muốn, phải không? Khi mình giúp một đối tượng nào mà đối tượng đó không có hạnh phúc, không thấy bình an, không thấy thoải mái, không thấy những giá trị lợi ích thiết thực một cách tích cực, là sự giúp đỡ đó sai lầm, không có giá trị, không cần thiết, dư thừa và đưa tới những cái khổ lụy. Người thương của mình nhiều khi chỉ cần mình, quý vị biết gì không? Đừng làm gì hết. Không lẽ giờ họ nói như vậy thì nó cũng kỳ quá. Không lẽ họ nói rằng là: ba mẹ ơi, đừng có giúp con nữa, đừng có cho con nữa, thì nó bất hiếu quá. Nói là: em ơi, đừng có chăm sóc anh nữa, thì nó vô tình quá. Nhưng mà mỗi khi mình chăm sóc một người nào là mình làm khổ người đó. Kỳ cục thế. Là tại vì mình hãy nhân danh tình thương lắm. Mình ý mình thương người đó, mình muốn làm gì mình làm, chứ mình không có biết người đó cần cái gì và không cần cái gì, phải không? Cho nên một trong những điều mà giúp quý vị cần phải cân bằng đó là: thay vì mình hỏi là bây giờ mình phải làm cái gì cho người đó, thì quý vị phải hỏi một câu rằng: bây giờ mình nên, không nên làm cái gì cho người đó, không nên nói gì, không nên làm gì. Chứ không phải lúc nào cũng phải nói cái gì hay là phải làm cái gì, phải không? Nhiều khi thiền sinh tới gặp thầy Minh Niệm, chỉ cần ngồi yên đó uống trà là đủ rồi. Không cần phải chạy lăng xăng lo bánh, lo trà, lo nước, lo trái, cây hương, hoa, trà, quả, nhang, đèn, nến gì. Không cần.
Mà nhiều khi Phật tử cần làm vậy, chứ ông thầy ông không cần. Vì thầy đó đi xa về rất là mệt, chỉ muốn ngồi nghỉ thôi. Mà nhiều khi không lẽ ông nói thôi quý vị về sớm giùm cho, thì nó cũng kỳ cục quá. Tại vì người ta chờ mình mà. Nhưng mà trong tâm người ta có cái muốn đó, mà mình thấy được, mình thực hiện, người ta hạnh phúc vô cùng. Bây giờ mình đâu có làm gì đâu mà người ta hạnh phúc, mà quý vị không chịu làm, mà quý vị cứ cố gắng làm chi cho người ta không có hạnh phúc. Cho nên là thương mà không có hiểu, mà nhiều khi không chịu hiểu. Hiểu rồi làm được, hiểu rồi thương không được nữa. Mà thương là một nhu cầu mà. Khi quý vị thấy thương là một nhu cầu bức thiết là nguy hiểm, là khổ nó bắt đầu xuất hiện. Thì bên kia người ta không có hứng nổi cái muốn của mình đâu. Có lúc họ rất là cần. Nhưng quý vị biết là tâm con người nó cũng vô thường lắm. Lúc nó không cần nữa, kỳ cục. Có lúc họ muốn mình chăm sóc, có lúc họ muốn để tự họ chăm sóc thôi. Mà mình quen rồi, cho nên lúc nào cũng phải được chăm sóc thì mới yên. Không chăm sóc là không yên. Cho nên quý vị phải hỏi, tự hỏi với chính mình là bây giờ mình không nên làm gì để cho người kia có hạnh phúc. Bớt vì người khác lại. Không phải là bớt luôn. Tại vì mình vì người khác mà người khác không có hạnh phúc thì bớt lại. Vì mình đi. Đức Phật đề nghị chúng ta tu đi, thanh tịnh tâm hồn đi, lấy bớt phiền não ra đi, rồi hãy thương người khác. Chứ đang khổ đau ê chề mà rủ rê người ta vào cuộc đời mình làm gì? Chết chung à? Chết chung cho vui. Ít ai mà đang khổ mà đi tìm cách giải quyết cái nỗi khổ của mình đó. Đi tìm người để sẻ chia nỗi khổ. Tại mình có chút tiền mà, chút sắc đẹp, chút tài năng, đủ để giữ hắn trở lại, để hắn chịu giùm nỗi khổ của mình. Cái ngày mình cưới người đó là cái ngày mình nhờ người đó vào để rước cái cục nợ của mình, chứ không phải là thương yêu gì đâu. Mà hắn vô minh mà, hắn mê muội trước sắc đẹp của mình mà, hay là chút tài sản của mình, 2 năm sau hắn mới té ngửa. Hắn biết là cái món nợ mà hắn phải giải quyết quá khủng khiếp. Rồi mình nói tên này trở mặt, tên này hài lòng, tên này không chung thủy. Tại vì mình đâu có phải như ban đầu đâu, phải không? Mình đâu cũng đâu có chung thủy đâu. Ban đầu mình rất là ngọt ngào, tại vì mình ém nhẹm cái cục nợ của mình ở trong này nè. Rồi 2 năm kìm hết nổi rồi thì nó phải đi ra. Thì khi mà nó tràn ra bên ngoài thì bên kia đâu có chuẩn bị. Bên kia vẫn còn ảo tưởng, rất là mơ mộng vì mình. Cho nên họ thấy toàn bộ con người thật của mình là họ xỉu thôi. Cho nên nếu mà mình là một người tu hành mà có phẩm chất á, thì mình phải nói câu là anh ơi, anh ngán em là hợp lý. Hay là em ơi, em sợ anh, em né anh là hợp lý. Tại vì anh cũng sợ anh luôn. Mình sợ mình mà mình kêu người khác đừng sợ mình là sao chứ? Cho nên Đức Phật nói là mình phải tu tập quý vị. Phải tu luyện thôi. Phải dọn dẹp bớt rắc rến ở bên trong. Sửa sang nhà cửa cho nó khang trang. Nó không khang trang thì nó cũng gọn gàng. Đừng có siêu vẹo, đừng có bề bộn. Căn nhà true home, căn nhà đích thực là ở trong tâm của mình. Khi mà mình thấy mình ổn, có phong độ vững vàng rồi, thì hãy thương yêu hay là giúp đỡ người khác. Nói như vậy có nghĩa là rất đông chúng ta nhiều khi thương yêu một người nào hay là làm từ thiện giúp đỡ người nào, chẳng qua là vì chúng ta không xơi nổi cái cục nợ bên trong của mình, không giải quyết nổi. Chúng ta không dám đối mặt với chính mình, cho nên chúng ta đi tìm cái niềm vui ở bên ngoài. Dù nhân danh là từ thiện, nhân danh là công ích xã hội, nhân danh là tình thương, thì ẩn sâu bên trong vẫn là những nỗi cô đơn, không biết làm gì hay hơn, không biết làm gì để mình thấy mình có giá trị.
có lợi ích. Cho nên phải thông qua một đối tượng khó khăn nào đó để mình thấy mình có giá trị, có lợi ích. Nó chưa phải là tình thương đích thực. Mà khi mình hướng tới một đối tượng để giúp đỡ mà nó không xuất phát từ tâm từ á, thì thế nào cũng có phiền phức khổ lụy xảy ra. Kiềm chế được một thời gian rồi phiền não nó cũng bung ra. Cái câu hỏi đặt ra là mình tự lợi lâu quá rồi, ở ngoài người ta cần, người thương mình cần, thì bao giờ mình mới giúp đỡ? Không nhất thiết là tự lợi 5 năm hay là 10 năm hay là giác ngộ thành Phật rồi mới giúp đỡ. Khi nào thấy ổn định thì cứ giúp đỡ. Mà khi thấy mất cân bằng là phải quay vào bên trong, trở về giúp cho chính mình đi. Hôm nào thấy thư thái, bình an, hạnh phúc thì hãy làm một điều gì đó, hoặc là hơn một điều có lợi ích cho người khác, thì chắc chắn là đó là một sự lợi ích thật sự. Còn đang khổ, đang có bão ở trong lòng, đang mất năng lượng thì làm ơn đừng giúp ai hết. Thứ nhất là không làm khổ người đó. Thứ hai, để mình đừng có hiểu lầm là mình đang là người tử tế. Mình đang là người tử tế, chưa tử tế đâu. Còn mượn người khác để mà tìm lấy niềm vui, để mà tìm sự cân bằng, để mà bớt sầu khổ, thì đó không phải là một sự tử tế. Thiền sư Triệu Châu ở Trung Hoa có nói một cái câu là bình thường tâm thì đạo. Chú ý có nghe câu đó. Tâm bình thường, đó chính là đạo. Tức là mục đích sau cùng của sự tu tập theo thiền sư Triệu Châu không phải giác ngộ thành Phật, chứng thánh gì hết, mà đó là đạt tới trình độ tâm bình thường. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta đang không có bình thường. Vì có thừa nhận điều đó không? Sáng nắng chiều mưa, mà đầu sáng với chiều mới có phút trước phút sau là mưa nắng thay đổi như thời tiết của Melbourne rồi. Mới vui đó rồi buồn đó, thích đó rồi không thích đó, mới thân đó rồi lại ghét đó, muốn làm đó rồi lại không muốn làm nữa. Theo thiền sư Triệu Châu, tâm bình thường á là tâm không có yêu ghét, không có phân biệt tốt với xấu nữa, thương hết mọi đối tượng, chấp nhận hết mọi hoàn cảnh. Sao làm được? Dĩ nhiên là bây giờ là không được rồi. Tu tài tử, tu sơ sơ, tu bữa đực bữa cái, sao làm được? Toàn là nghe giảng không à, học thuộc lòng hết tất cả các bài giảng của quý thầy mà chưa chịu hạ thủ công phu, chưa chịu thực hành mà, thì sao làm được? Tại vì chúng tôi thực tập về Vipassana, dòng quán tâm, cho nên chúng tôi công việc chính của chúng tôi đó là quan sát phiền não, đó là main job, công việc chính. Còn giải quyết những việc khác là công việc phụ. Dĩ nhiên là như tôi nói là thỉnh thoảng mình cũng quên công việc chính, biến công việc phụ thành công việc chính. Nhưng mà quên đó nhưng mà cũng nhớ lại rất nhanh. Cho nên khi mà mình quan sát phiền não á, một thời gian, quay vào bên trong một thời gian, đủ lâu, mình có được cái inner peace thật sự, cái bình an thật sự, mình tự tìm ra thức ăn cho chính mình. Thiền duyệt vi thực mà, thức ăn đến từ thiền, thì tự dưng mình ít có nhu cầu đi tìm thức ăn ở bên ngoài. Thậm chí có một thời gian là mình không có muốn đi tìm thức ăn ở bên ngoài nữa. Tìm thức ăn bên ngoài có nghĩa là mình cần cái sự công nhận của người khác, cần sự yêu thương, cần sự nể phục, cần những điều kiện thuận lợi, cần những cảm giác dễ chịu. Đó là thức ăn đến từ bên ngoài.
Dĩ nhiên là không phải liên tục, nhưng mà có một giai đoạn mình làm được điều đó. Hoặc là ít có nhu cầu, lâu lâu mới có một vài cái nhu cầu, mà hầu hết những nhu cầu đó cũng nhỏ nhặt, cũng dễ thực hiện, cũng không quá cầu kỳ, không quá mất nhiều năng lượng mới thực hiện được. Và khi mình có cái đời sống ở bên trong, quý vị, thì mình không quan trọng cái bên ngoài nữa. Hay không tìm kiếm là không quan trọng thôi, không quá đề cao lời nói hay hành động của người đó, không quá quan trọng hoàn cảnh thuận hay là nghịch. Trước khi mình tu tập thì mình rất là quan trọng, rất là nhạy cảm từng hành vi, từng lời nói của người khác, từng cách đối xử của người khác. Còn khi mà mình có được cái đời sống ở bên trong á, thì không có quan trọng nữa. Mà khi mà quý vị không còn quá đề cao đối tượng đó, thì đối tượng đó có làm gì quý vị cũng không thấy khổ hết. Không động được nữa là khác. Họ chỉ động được mình hay là xô mình ngã xuống khi mình thấy đó là quan trọng. Và mình chỉ thấy đó không còn quan trọng khi mình tìm được cái đời sống ở bên trong. Chứ còn nếu mà chưa có nội lực, chưa tìm được cái inner peace, bình an bên trong, thì không cách nào mà không quan trọng những tác động ở bên ngoài. Và khi đó, khi mình ít đi tìm cái thức ăn cho bản ngã ở bên ngoài, thì đẹp với xấu, đúng với sai, cao với thấp, sang với hèn, không còn giá trị nữa, không có ý nghĩa nữa. Thì lúc đó tâm nó đạt mức bình thường. Bình thường là chấp nhận hết mọi đối tượng, mà không cần thích cái này hay là ghét cái kia nữa. Đó là cái đích cuối cùng của sự tu tập. Mà tâm này chính là tâm Phật, tâm Bồ Tát, đạt tới cái thấy bình đẳng. Mình nói thành Phật thì nó xa xôi quá, mình nói đạt tới cái tâm bình đẳng thôi, là tâm bình thường mà. Cho nên nếu mà có ai khen mình là nhập định mấy tiếng, hay là ngồi thiền mấy tiếng, rồi chánh niệm hùng hậu, hay là đạt gì gì đi chăng nữa, mà mình nhìn lại cái tâm mình còn bất thường lắm, còn trồi sụp, còn sáng nắng chiều mưa, còn thích cái này ghét cái kia, muốn tới gần đối tượng này và tránh né đối tượng nọ, thích làm công việc này, không thích làm công việc kia, nó còn phân biệt dữ dội và nhạy cảm như vậy, thì công phu chưa có đi xa đâu. Thậm chí cái đối tượng đó là từng là kẻ đối nghịch với mình, từng muốn tiêu diệt mình, mà khi mình đạt tới cái tâm bình đẳng thì mình thấy mình muốn thương đối tượng đó, muốn giúp đối tượng đó tỉnh ngộ, thay vì mình muốn trừng phạt hay là mình chỉ công kích hay là chỉ trích thôi. Cho nên quý vị dù có thực tập pháp môn nào, đi theo cái truyền thống nào, thì tôi nghĩ cái đích đến nó cũng phải là như vậy. Mình phải có phẩm chất thật sự, và nó phải xảy ra ngay trong đời sống hiện tại. Chứ mình không có thể nói bây giờ mình tu rồi kiếp sau mình mới có kết quả, hay là sau khi mình chết đi rồi mới có kết quả. Ai biết được, sao tính. Cho nên kết quả hay không thì bây giờ phải hiển lộ ra. Dù là nó chưa có hoàn hảo, nhưng nó phải đồng màu đồng chất chứ. Nó phải có chút gì đó dễ thương, chút gì đó mềm mỏng, chút gì đó nhún nhường, chút gì đó độ lượng, chút gì đó từ bi, thì người ta mới tin là mình đang có hoa trái trong công phu tu tập chứ. Hoa trái là ở những cái phẩm chất đó, chứ không phải là mình ngồi thiền hàng giờ, không phải là mình có một cái khoảng thời gian tu rất là lâu, không phải là mình đọc bao nhiêu bộ kinh. Cái đó chỉ là phương tiện thôi. Cái kết quả vẫn là chuyển hóa tâm tính con người của mình. Cho nên trong những cái điều mà tôi đã chia sẻ với quý vị ngày hôm nay về những cái trạng thái mất quân bình của chúng ta, từ hướng ra bên ngoài và hướng vào bên trong, động với tỉnh, tự lợi và lợi tha, thì quý vị hãy cố gắng điều chỉnh lại cái thái độ sống của mình, sắp xếp đời sống của mình làm sao để nó mỗi ngày nó tỉnh tiến về cái thế quân bình nhất có thể,
không thể quân bình liền được, nhưng mà mỗi ngày phải đi về cái hướng đó thì chúng ta mới có được an lạc và hạnh phúc, và những người xung quanh chúng ta mới được thừa hưởng những nỗ lực của chúng ta. Họ cũng đang chờ đợi cái sự nở hoa của chúng ta. Cho nên khi mình đã tu rồi thì phải tu cho tới nơi tới chốn. Người ta lên núi để lấy gỗ trầm hương, người ta vác gỗ trầm hương xuống, thì tại sao mình phải vác củi xuống chứ? Người ta thực tập có hoa trái được, tại sao mình lại coi thường mình mà mình không làm cho sự thực tập mình có hoa trái? Mình đang bị kẹt ở chỗ nào? Ở phương pháp hành trì hay là ở thái độ tu tập? Nỗ lực đủ chưa? Thái độ có đúng đắn không? Và cái muốn để thay đổi bản thân đủ mạnh chưa? Trong cái tuệ giác của Đức Phật thì Đức Phật thấy rằng bản chất cuộc đời này là vô thường. Vô thường có nghĩa là nó không có cố định, nó dịch chuyển liên tục, không cần thay đổi. Cái thấy này nó chống trái lại với cái thấy của rất nhiều cái truyền thống tôn giáo trước đây, khi mà những cái truyền thống đó tin rằng có những cái thứ nó bất biến, có những cái thứ nó thường hằng, nó tồn tại vĩnh viễn. Và vô thường được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần trong các kinh điển, trong các bài pháp thoại của Đức Phật. Và bên cạnh vô thường thì Đức Phật có nhắc thêm hai cái tính chất song song nữa, đó là vô ngã và bất toại nguyện. Và ba cái này nó đi chung với nhau gọi là tam pháp ấn, the three dharma seals, vô thường, vô ngã và bất toại nguyện. Vô thường tiếng Phạn được gọi là anicca, còn vô ngã là anatta và bất toại nguyện là dukkha. Vô thường tiếng Anh dịch là impermanence, vô ngã là non-self và bất toại nguyện là dissatisfaction hay là discontent. Và khoa học ở thế kỷ thứ 17, 18 cũng đã xác nhận được là vạn vật trong trái đất này không có cái gì mà giữ nguyên cái tính cố định của nó, luôn luôn thay đổi. Nó có sinh ra và nó có diệt đi, nhưng mà bộ phận lớn của tín đồ Phật giáo hay là những người mà được biết đến đạo Phật đã không có hiểu đúng về cái tính chất của vô thường. Thường mọi người hiểu vô thường theo cái hướng tiêu cực. Vô thường là cái gì? Nó thuộc về tàn úa, hoại diệt, là chết chóc, là chia lìa, là đổ vỡ. Và thường chúng ta trở nên thấm thía cái tuệ giác vô thường khi mà mình đứng trước một cuộc chia lìa, một cái mất mát, là một cái đổ vỡ nào đó, và chúng ta đã thốt lên những câu là đời là vô thường. Nhưng mà đó chỉ là một cái nghĩa hạn hẹp của vô thường thôi, trong khi cái nghĩa rộng của vô thường nó chỉ là một sự biến đổi, sự dịch chuyển. Và vì như vậy cho nên là nó bao trùm được cái ý nghĩa là sinh sôi, là nảy nở, là đơm hoa, là kết trái, là thành tựu, là tốt đẹp. Tại vì nếu mà không có vô thường thì nụ không thể thành hoa được, tuyết không thể tan được, và em bé sẽ mãi mãi là em bé không thể nào lớn lên được, và khổ đau vĩnh viễn không bao giờ thay đổi được. Chính vào nhờ tính chất là mọi sự mọi vật đều phải dịch chuyển hết, nó tuân theo cái nguyên tắc đó,
Cho nên chúng ta mới có niềm tin rằng chúng ta mới vượt thoát được khổ đau, vượt thoát được khó khăn. Chứ nếu mà cuộc đời là thường hết là chắc là mình không cần phải tu tập gì đâu. Cho nên vô thường nó mang một cái nghĩa rất là rộng và rất là sâu sắc. Và để nói luôn về vô ngã một tí, là vô ngã có nghĩa là bản chất của mọi sự, mọi vật á, nó không có cái chủ thể. Cái từ rất là phổ biến trong đạo Phật là chủ thể, tức là một cái gì đó riêng biệt của nó. Mà ở trong đạo Phật cũng có thể cũng có dùng những cái từ khác như là cái ngã, mà chúng ta hay gọi là cái tôi, cái mà tách biệt với những cái cá thể khác mà nó vẫn có thể tồn tại được. Tức là trong cái nhận thức của con người rằng là cái này nó phải khác với cái kia, nó không có liên quan gì tới cái kia hết. Nhưng mà kỳ thực là trong bản chất là nó có liên quan hết. Mà nhờ có sự liên quan đó, nhờ có cái sự tác động qua lại, nhờ có sự nuôi dưỡng, mà mỗi cá thể trong trời đất này mới có thể tồn tại được. Và con người chúng ta cũng không ngoại lệ. Vì tính chất của nó là vô ngã, tức là không có một cái gì riêng biệt hết, cho nên nó mới vô thường, cho nên nó phải thay đổi. Và thêm một tính chất nữa là dukkha. Dukkha cũng bị hiểu lầm đó là đau khổ, mà kỳ thực là Đức Phật không có ý nói cuộc đời này là đau khổ, mà Đức Phật nói cuộc đời này là bất toại nguyện, chứ không nhất thiết là đau khổ. Tại vì có những cái khó khăn đã xảy ra, nó trở thành cái đau khổ của người này, nhưng mà không nhất thiết trở thành cái đau khổ của người khác. Cái đó nó tùy vào cái trình độ nhận thức và cái khả năng chịu đựng của mỗi người. Thí dụ một trận thiên tai xảy ra, nó cũng lấy đi nhiều cái tài sản hay là những cái thương vong, nhưng mà cái sức chịu đựng mỗi người mỗi khác. Có những người sống với sự tàn phá của thiên nhiên quen rồi, cho nên họ thấy như vậy nó cũng bình thường thôi. Hoặc là có chút thương tâm hay là chút khổ lụy, nhưng mà nó vượt qua rất là nhanh. Còn những người mà mới tiếp nhận lần đầu thì họ phản ứng rất là dữ dội, thậm chí là họ suy sụp. Và chính chúng ta cũng vậy, có những lúc chúng ta chấp nhận cái đối tượng đó một cách rất là dễ dàng, nhưng mà có những lúc chấp nhận không nổi. Cho nên Đức Phật nói cuộc đời này nó không phải là đau khổ, nó chỉ là bất toại nguyện thôi. Chữ dukkha nên dịch là bất toại nguyện. Bất toại nguyện như đã nói tiếng Anh dịch là discontent hay là dissatisfaction. Nó không có như ý mình. Nếu mà bạn hiểu được cái nguyên tắc cuộc đời, bạn chấp nhận cái tuệ giác này, cuộc đời là vô thường, cuộc đời là bất toại nguyện, thì bạn sẽ rất là dễ sống. Còn nếu bạn tin ngược lại, cuộc đời này phải là thường, phải cố định cho bạn, và cuộc đời này phải như ý bạn, người đó phải như ý bạn, thì bạn sẽ khổ dài dài. Dĩ nhiên là cuộc đời này nó cũng có những cái như ý, và cũng có những cái thứ bất như ý. Nhưng mà nếu các bạn nhìn kỹ, những cái thứ mà gọi là như ý đó, nó cũng dịch chuyển. Từ một cái người mình rất là yêu thương, rất là hài lòng, như là perfect, hoàn hảo, rồi cũng có vấn đề, rồi cũng tìm ra lỗi lầm, rồi cũng thấy chán nản, rồi cũng muốn từ bỏ. Cái đối tượng dịch chuyển đã đành rồi mà tâm thức chúng ta nó cũng dịch chuyển rồi. Đối tượng đã thay đổi mà tâm thức của chúng ta cũng thay đổi. Mà có khi đối tượng cũng không có thay đổi gì mấy, mà chúng ta thì thay đổi quá nhiều. Cho nên là hồi đầu rất là thích, sau rồi không thích nữa, thậm chí là rất là chán, loại được càng sớm càng tốt. Thế cho nên là cho dù những cái thứ mà chúng ta cho rằng là toại nguyện hay là như ý, thì nó cũng sẽ đi về cái hướng bất như ý. Và ngược lại, những cái thứ mà chúng ta cho là bất toại nguyện, bất như ý, nhưng một lúc nào đó mình lại thấy cũng được, không đến nỗi nào, cũng nuốt vào, cũng chấp nhận được, và đôi khi là thích, rồi thương, rồi yêu, rồi muốn giữ gìn,
Thì như vậy từ cái bất như ý nó chuyển trở về như ý. Từ cái bất toại nguyện nó chuyển về cái toại nguyện, thì cái này nó cũng gọi là vô thường. Nhưng mà nó cũng không đứng yên như vậy nữa, nó lại dịch chuyển nữa. Rồi mới dễ thương đó thì lại khó thương nữa. Thì giờ sao sống đây? Nếu cuộc đời là vô thường, cuộc đời là bất toại nguyện, thì mình sống cái kiểu nào đây để cho có hạnh phúc? Vậy cuộc đời này có hạnh phúc không? Đó là câu hỏi có thể đặt ra. Đức Phật một mặt phân tích cho chúng ta thấy cuộc đời này là bản chất của nó là vô thường, là bất toại nguyện, nhưng Đức Phật lại hết lời ca ngợi về cái thế giới này. Đức Phật tặng cho nó một cái từ gọi là Niết Bàn, Niết Phan ạ. Mặc dù trong giáo lý cơ bản của Đạo Phật có nói về tứ diệu đế, chắc các bạn có nghe qua The Four Noble Truths, là bốn sự thật kỳ diệu. Sự thật đầu tiên là khổ. Sự thật thứ hai là nguyên nhân của khổ. Và sự thật thứ ba là hạnh phúc, tức là diệt đế, tức là chấm dứt những cái khổ đau, chính là hạnh phúc. Và cái điều kỳ diệu cuối cùng là cái cách nào để có thể đạt được hạnh phúc. Những cách đó nó có thật, hạnh phúc là có thật. Cái từ diệt đế hay là cái từ chấm dứt khổ đau được diễn đạt bằng cái từ Niết Bàn. Thật ra Niết Bàn là trạng thái của tâm thức, khi mà những cái phiền não trong tâm bạn nó được diệt trừ hết thì bạn đạt một cái trạng thái được Phật gọi là Niết Bàn. Nhưng mà tại vì khi tâm bạn Niết Bàn thì bạn nhìn cái gì cũng là Niết Bàn hết, và cuộc đời này dĩ nhiên là Niết Bàn của bạn. Cho nên nói cuộc đời là Niết Bàn là do tâm bạn đang là Niết Bàn. Còn cuộc đời này là khổ lụy, tại vì tâm bạn đang khổ lụy, đang có phiền não. Như vậy thì Đức Phật là cái người đã thực chứng được và đã xác nhận cuộc đời này là hạnh phúc, cuộc đời này là mầu nhiệm, tuyệt diệu vô cùng. Chỉ có điều là chúng ta không có nhìn ra được, chỉ tại vì chúng ta có quá nhiều vấn đề, chỉ tại vì chúng ta có quá nhiều phiền não, cho nên nó đã ngăn chặn cái thấy đó của chúng ta. Và Đức Phật đã bỏ ra rất nhiều thời gian để khai thị. Khai thị tức là để đánh thức bạn, để chỉ cho bạn thấy là bạn có một cái khả năng làm cho mình có hạnh phúc được. Dù cuộc đời này nó có vô thường, dù cuộc đời này nó có bất toại nguyện, bạn vẫn có thể có hạnh phúc được. Nghe rất là lạ, tại sao nó bất như ý mình mà mình hạnh phúc được? Tại sao nó không có thỏa mãn mình mà mình có hạnh phúc được? Tại vì chúng ta luôn định nghĩa là thỏa mãn là hạnh phúc. Thí dụ khi bạn thèm ăn một tô hủ tiếu phở, một tô hủ tiếu hay là một tô phở, một tô bún bò Huế, và bạn tìm được tới quán món Huế, rồi ăn được tô bún bò Huế rất là thỏa mãn và rất là hạnh phúc. Bạn nhớ người yêu, bạn lấy điện thoại là bạn gọi người yêu bắt máy ngay lập tức, dạ em đây, cực kỳ hạnh phúc. Và bạn cố gắng học hành, bỏ ra rất nhiều thời gian tâm huyết và hy sinh nhiều thứ để cuối cùng bạn tốt nghiệp, bạn có được mảnh bằng thạc sĩ hay là tiến sĩ, bạn rất là hạnh phúc. Cái đó gọi là một sự thỏa mãn. Và hầu như là tất cả mọi người trong chúng ta đây, ai cũng công nhận cái đó là điều kiện hạnh phúc, là một cái thứ hạnh phúc. Đức Phật cũng không có phủ nhận. Nhưng mà Đức Phật nói các bạn, bạn nhìn kỹ xem những cái hạnh phúc mà bạn gặt hái được nó tồn tại bao lâu, tuổi thọ của nó là bao lâu. Bạn có bao giờ kéo dài cái hạnh phúc đó từ giờ này qua giờ khác nó không dứt không? Từ ngày này qua ngày khác, từ tuần này qua tuần khác, từ tháng này qua tháng khác. Mặc dù khi bạn tậu được một chiếc xe đời mới, sở hữu được một cái căn nhà đắt tiền hay là lấy được người bạn thương thì bạn hạnh phúc thiệt.
có khi là cả tháng trời hay là nhiều tháng trời, nhưng mà rồi nó cũng xẹp xuống, rồi nó cũng trở về vị trí bình thường, cũng chạy chiếc xe đời mới đó, cũng ở trong căn nhà lộng lẫy đó, cũng ở bên cái người mà mình mơ ước đó mà không thấy gì hạnh phúc hết. Tại sao vậy? Là tại vì bạn lại bắt đầu có những cái muốn khác. Trong tâm bạn bắt đầu đầy dẫy phiền não, chứ bạn đâu có để cái tâm bạn nó quẩn đó không, để mà nó hưởng cái hạnh phúc mà nó đang có đâu. Đó là chưa nói trong cái thời gian mà bạn cho rằng bạn hạnh phúc, nếu bạn phân tích kỹ đó thì nó vẫn đang xen vào đó cái gọi là đau khổ hay là cái phiền muộn. Là tại vì khi bạn có hạnh phúc thì lại bạn lại lo lắng, lại sợ hãi, lại nghi ngờ, lại tức giận, rồi đủ thứ năng lượng tiêu cực nó bao quanh, hay là nó đang xen vào cái mà bạn đang gọi là hạnh phúc, trong khi hạnh phúc là đã có cái đau khổ, đã có những cái năng lượng tiêu cực nó bao quanh cái năng lượng tích cực. Thì theo tuệ giác của Đức Phật và các bậc thánh cho rằng những cái giá trị hạnh phúc này nó không có hấp dẫn, không đáng để hy sinh, không đáng để bỏ nửa đời người ra để đeo đuổi, mà con người hoàn toàn có thể khai thác được những cái giá trị hạnh phúc lớn hơn, sâu sắc hơn, bền vững hơn, mà chúng ta tạm gọi nó là true happiness. Nó khác với happiness, tức là hạnh phúc chân thật, mà trong đạo Phật dùng cái từ gọi là an lạc. Hạnh phúc đến từ sự bình an, lạc là happiness, là hạnh phúc, an là bình yên. Hạnh phúc đến từ sự bình yên nghĩa là như thế nào? Nghĩa là khi tâm hồn bạn không còn vọng động, không còn phiền não, không còn lo lắng, sợ hãi, nghi ngờ, kỳ thị, tức giận, dọn sạch hết tất cả những rác rưởi đó, thì bạn sở hữu một tâm hồn trong vắt, minh mẫn, sáng suốt. Đó là một con người đang sở hữu hạnh phúc chân thật. Tại vì khi tâm của bạn nó trong vắt như vậy, nó bình yên như vậy, nó lung linh tuyệt vời như vậy, nó thấy cái gì cũng đẹp, thấy cái gì cũng hay, nó thấy ai cũng đáng thương hết, và nó chạm được những cái giá trị thật của trời đất ban cho cái thế giới mà chúng ta đang sống. Thí dụ khi bạn ngắm một cái bình hoa sen mà bạn thấy không có gì hấp dẫn hết, vậy là bạn đánh mất một cơ hội, đánh mất một giá trị mà đất trời đã ban tặng. Còn khi mà bạn ngắm bình hoa sen mà bạn thấy hạnh phúc lắm, bạn thấy hoa sen rất là đẹp, ngắm hoa sen mà lòng nó nhẹ nhàng, thanh thoát, bình yên, vậy thì bạn đã tận hưởng được một giá trị tuyệt vời của trời đất. Tại sao cái trước bạn ngắm không thấy đẹp, mà cái sau bạn ngắm lại thấy đẹp? Cái trước bạn ngắm là với một cái tâm đầy phiền, đầy cáo bẩn phiền não, còn cái ngắm tầng thứ hai là cái ngắm từ một cái sự bình an ở bên trong. Bạn thấy không? Khi tâm bạn bình an, tâm bạn trong vắt, nhẹ nhàng thì mọi thứ xung quanh bạn bỗng dưng biến thành màu nhiệm. Nói một cách khác, màu nhiệm hay không là do chính tâm bạn, chứ không phải là cái ở bên ngoài. Cho nên bạn chấp cuộc đời là vô thường, cứ thay đổi. Cuộc đời cứ bất tội nguyện, nó cứ khó khăn cứ xảy ra đi, nhưng mà bạn vẫn có thể đứng vững, vẫn có thể bình an và hạnh phúc được. Tại sao? Tại vì bạn không còn quá nhiều những cái mong cầu về cuộc đời này hay là những người xung quanh bạn. Khi bạn không có quá quan trọng một cái thứ gì đó, thí dụ bạn không có quá quan trọng về người yêu của bạn, thì người đó không bao giờ làm khổ bạn được, tôi chắc như vậy. Vì bạn cho họ một cái vị trí quá lớn ở trong lòng của bạn, bạn cho họ một cái quyền lực quá lớn, cho nên là họ muốn cái gì thì bạn sẽ phải chiều theo cái ấy, và bạn đánh mất cái chủ quyền của mình, cho nên là bạn khổ. Nếu bạn không quá quan trọng về tiền bạc thì tiền bạc không làm cho bạn khổ. Bạn không quá quan trọng về quyền lực thì quyền lực không có ý nghĩa gì đó với bạn. Và bạn cũng không quá quan trọng về cái chuyện hệ lụy tình cảm, có cũng được, không có cũng không sao, hơi buồn chút xíu thì nó không có làm cho bạn khổ được, hơi đau đau chút thôi chứ không có khổ. Quan trọng là gì? Quan trọng có nghĩa là chúng ta đặt
cái sinh mệnh của mình, cái hạnh phúc của mình vào một đối tượng ở bên ngoài. Chúng ta có quá nhiều nhu cầu về hạnh phúc ở bên ngoài. Khi mà mình cưới được một người nào đó, cái bỗng dưng mình suy nghĩ rằng là người này phải làm cho mình có hạnh phúc. Sao được? Tất nhiên là mình không có nói như vậy, nhưng mà khi người đó cười thì mình mới cười, còn người đó khổ là mình sẽ khổ. Mà người đó chưa khổ, người đó chỉ cần trái ý thôi là mình đã khổ rồi. Thì điều đó có nghĩa rằng là cái hạnh phúc của mình là tùy thuộc vào người khác. Cũng vậy, từ công danh, sự nghiệp, tiền bạc, tất cả mọi thứ là đều là cái nhu yếu của chúng ta. Thế nên là chúng ta khổ vì nó là phải rồi. Vậy câu hỏi đặt ra là vậy có ai sống mà không có những cái nhu yếu đó không? Thật ra là chúng ta cũng cần phải ăn, cũng cần phải mặc, cũng cần phải có nhà để ở. Nhưng chúng ta cần rất là ít. Bản chất là chúng ta cần rất là ít. Tại cái văn minh loài người trong mặt kép nó bịa ra nhiều thứ quá. Có cái điện thoại gọi được rồi là phải iPhone rồi mới chịu. Tại vì bản chất của điện thoại là một cái công cụ để truyền thông ở cái địa lý nó xa thôi, chứ đâu có cần phải màu sắc với đời này đời kia để mà thành cái trò chơi rồi rờ rẫm suốt ngày. Nhưng mà khi mà cái sự xa đà về cái nhu cầu hưởng thụ nó đã làm cho con người trở nên điêu đứng và khổ sở. Chứ nếu mà các bạn chỉ cần một ít cái nhu cầu tiện nghi vật chất, chúng ta chỉ nói về vật chất thôi, chưa nói về tình cảm, thì cuộc đời này không có gì là làm khổ được bạn hay là làm khó được bạn hết. Và khi mà chúng ta cần một ít về nó, thì kinh tế có biến động cũng không sao. Nên mình đâu có quá cần đâu. Mà nhiều khi cái nhu cầu của chúng ta nó không thật sự là chúng ta muốn, chúng ta cần. Mà cái nhu cầu của chúng ta đặt ra đó, những kế hoạch, những dự án đặt ra là vì người khác không? Vì người khác muốn cho nên là mình phải chiều theo. Hoặc là vì cha mình, mẹ mình, vì bà con mình, vì bạn bè mình, vì cộng đồng mình quan niệm rằng mình như vậy là mới là người tài giỏi, mình như vậy mới là người có giá trị, cho nên là mình phải vắt kiệt năng lượng mình ra để mình đi theo những cái ý niệm đó, đi theo những cái tư tưởng đó. Mà tư tưởng cũng là vô thường. Tới khi mà mình cầm cái bằng về mình khoe với cha với mẹ, cái cha mẹ nói tao không có, đổi ý rồi, giờ mày phải lấy vợ cho tao, lấy vợ xong rồi cái sanh đứa con cho tao, đổi ý liên tục, rồi cứ chiều liên tục, rồi khổ liên tục. Cho nên Đức Phật nói bạn hoàn toàn có một khả năng là cần rất ít những cái bên ngoài mà bạn vẫn có thể tồn tại được, mà tồn tại một cách rất là vững vàng. Và chính cái điều kiện này làm cho bạn trở thành một người có hạnh phúc đích thực. Khi mà bạn ít cần về tiền bạc, ít cần về quyền lực, ít cần về sự công nhận nể phục, ít cần về tình cảm, thì bạn không bao giờ bạn kêu ca cuộc đời này là bể khổ cả. Bạn thấy nó rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái. Tất nhiên câu hỏi vẫn còn là làm như thế nào, làm sao để chúng ta có được cái khả năng đó, khả năng ít cần những điều kiện bên ngoài mà vẫn có thể đứng vững được trong cuộc đời này. Nhưng mà trước khi chúng ta tìm được câu trả lời, thì điều đầu tiên mà chúng ta cần phải có, đó là chúng ta phải có một chánh kiến, có một cái right view, một cái niềm tin đúng đắn. Đó là hạnh phúc hay là khổ đau tùy thuộc vào tâm của mình, chính mình, chứ không phải là đối tượng ở bên ngoài. Phải đồng ý điều này trước thì mới lên đường đi khám phá tâm, tìm hiểu tâm và vượt qua những cái bóng tối ở trong tâm, để mời lên những cái chất thánh ở trong tâm, hay là những cái năng lượng tích cực, hay là những gia tài quý báu thuộc về giá trị tâm hồn. Còn nếu mà mình vẫn chưa tin tâm mình là cái quyết định ấy, mình vẫn tin rằng khổ là do người khác gây ra, là do hoàn cảnh đem đến, thì cái cuộc hành trình để khám phá chính mình nó sẽ không đi tới đâu.
và bạn sẽ mãi mãi là nô lệ của, là nạn nhân của chính mình, chính những cái bóng tối khổ đau, những bóng tối phiền não trong chính mình. Thông thường thì những người trải nghiệm nhiều năm trong cuộc đời, ở độ tuổi trên 40 hay là 50, thì người ta mới bắt đầu nhận ra những cái giá trị thật của cuộc sống. Sau khi cảm thấy thỏa mãn đã đời với những cái mà mình muốn đeo đuổi rồi, thì người ta muốn đi tìm những cái giá trị sâu sắc hơn, những giá trị đúng đắn hơn là những cái ước lệ, những cái quan điểm của xã hội. Người ta bắt đầu tỉnh ra rằng là những cái mà mình đang đeo đuổi thật ra là mình đang bị nhuộm, bị kéo theo bởi tâm thức của cộng đồng. Mình ở trong cộng đồng này thì mình sẽ thấy như vậy, nhưng mình qua một cái cộng đồng khác thì mình sẽ thấy khác. Nếu các bạn đi về miền quê thì các bạn sẽ có những cái thấy khác. Khi các bạn ở thành thị thì các bạn thấy chiếc xe này đẹp, chiếc quần áo kia mình phải mua, rồi để ý cái chung cư nọ là mình phải có cho bằng được. Nhưng mà trong một cái lý do nào đó mà buộc bạn phải về sống luôn ở miền quê thì bạn không cần những cái thứ đó nữa. Quan điểm của bạn về một chiếc áo đẹp là khác, trang phục là khác. Quan điểm về ăn uống rất là giản dị. Còn nếu mà các bạn vào trong tu viện ở, vào trong thiền viện ở, thì quan điểm bạn lại thay đổi một lần nữa. Câu hỏi đặt ra là cái quan điểm nào là đúng? Thì dĩ nhiên là cái đúng này nó phải do chính bạn khám phá ra. Đúng ở đây có nghĩa là theo quan niệm nào mà bạn có được một đời sống cảm thấy là một đời sống đích thực, nghĩa là bạn thật sự đang sống, chứ không phải là đi tìm sự sống. Bạn đang thật sự nếm trải những cảm giác hạnh phúc, chứ không phải là đi tìm hạnh phúc. Và có vẻ như là bây giờ chúng ta đang đi tìm hạnh phúc. Và chúng ta có một niềm tin rằng hạnh phúc nó ở một cái điểm nào đó xa xa, ở trong tương lai, mà gần gần là chắc cũng phải là hết năm này, hoặc là một vài năm nữa. Còn xa xa là 5-10 năm nữa, khi mà mình tốt nghiệp trường này, khi mình hoàn tất cái dự án kia, khi mình đạt được cái điều nọ thì mình mới có hạnh phúc. Và ý niệm về hạnh phúc của chúng ta cũng hoàn toàn tùy thuộc vào nhận thức của cộng đồng. Rất có số ít người thoát ra khỏi cái nhận thức đó, tức là không đi theo quan điểm của xã hội. Người ta tin rằng bạn phải có bằng cấp, bạn mới có giá trị. Và mình cũng không dám làm ngược lại. Mình đâu có dám học mà không dám lấy bằng. Ít nhất là cũng bị cha mẹ chửi cho chết. Mình cũng có một chút niềm tin mơ hồ về cái bằng, nó không có nói lên được cái kiến thức mà mình đang có. Nhưng mà mình không dám thoát khỏi. Và mình cũng tin rằng tiền bạc chẳng có giá trị gì mấy. Tình cảm, con người nó mới quan trọng hơn. Nhưng mà mình vẫn đắm đuối kiếm tiền mà không hiểu tại sao. Và đã sanh ra bao nhiêu cái thói hư tật xấu, như là sự ích kỷ hay là sự sân hận, cũng vì cái chuyện kiếm tiền. Tức là nó làm hư hao những cái giá trị tâm hồn. Nhưng mà khi mình nói ra thì mình vẫn cho rằng tiền là bình thường, gì là quan trọng, là thứ yếu. Nhưng mà dành rất nhiều thời gian để kiếm tiền, không biết tại sao. Tức là nhiều khi mình cũng mơ hồ nhận ra được những cái giá trị thật nó đang không có được cộng đồng nhắc tới hay là đi theo. Nó chìm khuất ở đâu đó, hay là nó là một cái gì đó mà thỉnh thoảng mình có thể chạm tới được, cảm nhận được. Nhưng mà mình vẫn chưa đủ can đảm để mà làm một cái cuộc hành trình đi tìm đó. Tìm cho ra sự thật rồi mới bắt đầu thiết lập cái đời sống của mình. Đa phần là chúng ta phải đi theo
cái hệ thống của xã hội là phải học lấy bằng, kiếm việc làm, kiếm tiền, dành dụm mua xe, rồi dụm mua nhà, bắt đầu cưới vợ, lấy chồng, rồi sinh con, rồi bắt đầu có 5-3 đứa con, cái bắt đầu nghĩ về bản chất của cuộc sống, tại khổ quá. Và bắt đầu nhận ra được vài thứ nhưng mà đâu làm gì được nữa. Đâu còn thời gian, đâu còn không gian, đâu còn năng lực, đâu còn tự do, đâu mà đi tìm kiếm cái gì nữa. Và khi mà bạn trải nghiệm nhiều năm trong cuộc đời như vậy thì bạn sẽ bớt háo thắng, bớt chứng tỏ, bớt thể hiện. Rồi bạn bắt đầu đi tìm những cái giá trị chân thật hơn. Thì những cái điều mà tôi chia sẻ với các bạn, bạn sẽ thấy nó rất là gần gũi, là cái gì đó nó chạm vào trái tim của mình. Còn các bạn còn quá trẻ, các bạn còn nhiều hoài bão, nhiều ước mơ. Các bạn tới đây học thiền chỉ để là giảm stress thôi, mà nghe ông này ông nói gì mà nghe chán quá. Mình đang lao tới, không biết mình đừng có lao. Thì tất nhiên là những cái điều tôi nói này nó chưa có lọt vào lỗ tai được. Thì các bạn cứ tiếp tục trải nghiệm, các bạn không nhất thiết phải tin liền. Các bạn cứ trải nghiệm. Nhưng mà tôi vẫn tin rằng cũng có một bộ phận khác các bạn trẻ có chiều sâu, biết quan sát, biết học hỏi, biết khôn ngoan để lùi lại một bước để quan sát những người xung quanh, nhìn vào phẩm chất đời sống của họ để tự rút ra bài học kinh nghiệm của mình, thì có thể nhận ra được điều này. Như vậy thì tu thiền, thực tập thiền, thật ra đó chỉ là một cái phương pháp, một con đường để giúp bạn quay trở về chính mình, để khám phá chính mình. Tôi nói từ khám phá là tại vì mình không có hiểu về mình mấy. Mình tưởng là mình hiểu nhưng mà kỳ thực hiểu rất ít, thậm chí là hiểu sai, thậm chí là mình hơi hoang tưởng về chính mình. Mình đánh giá thấp về mình hoặc là đánh giá quá cao về mình. Đôi khi mình không hiểu tại sao mình lại rất là cảm thấy rất là lạc lõng, rất là cô đơn. Đôi khi nổi cơn thịnh nộ, tức giận, điên cuồng. Đôi khi mềm nhũn buông xuôi tất cả. Đôi khi không có muốn làm, không muốn nói, không có muốn tiếp xúc với ai nữa. Đôi khi thì hứng lên thì làm chết xác. Nó có rất nhiều cái gọi là bất bình thường mà mình vẫn chưa cho mình một cái cơ hội nào thật sự để mà đi tìm ra những cái nguyên nhân. Và mình cũng trăn trở, cũng có lăn qua lăn lại trước khi ngủ 2-3 vòng rồi thôi cũng ngủ luôn, chứ cũng không có không đích thực là muốn tìm ra câu trả lời xác đáng. Mà các bạn biết không, cái thứ đó nó vẫn tiếp tục chi phối lên cái phẩm chất đời sống mình từng giờ từng phút. Tâm mình nó chi phối lên phẩm chất đời sống của mình. Dù cho bạn có những cái thành tựu vẻ vang đi chăng nữa, dù cho bạn có sở hữu bao nhiêu tài sản, người yêu thương, quyền lực chăng nữa, mà khi tâm bạn nó biến động, nó lộn xộn, nó bất tuân mệnh lệnh của bạn, nó ganh ghét, nó đố kỵ, nó kỳ thị, nó giận hờn, rồi nó đòi hỏi, nó trách móc đủ thứ, thì làm sao bạn hạnh phúc được? Bạn có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc, nhưng mà bạn không cảm nhận được, không thấy nó là hạnh phúc. Đây có phải là vấn đề là ở bên trong bạn không? Chứ đâu phải là vấn đề ở bên ngoài. Trong khi những người đã khôn ngoan dọn dẹp tâm mình trước khi đi tìm kiếm những giá trị bên ngoài, tức là họ biết mài dũa, biết tu luyện bản thân trước, gọi là tu thân. Nói theo Nho Gia là tu thân trước, tức là rèn luyện bản thân trước. Trong cái rèn luyện bản thân là có vượt qua chính mình. Tu thân cũng chính là tu đức. Rồi mới tề gia, tức là mới lập gia đình. Rồi mới gánh vác cái vai làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ chứ. Rồi mới trị quốc, là mới đóng những cái gánh vác, những cái vai lớn trong xã hội. Rồi mới bình thiên hạ. Mà thôi, mình không có cần bình thiên hạ làm gì. Bình thiên hạ cũng đồng nghĩa là lấn sang lãnh thổ nước khác.
Cho nên đó là phải đi từ trong ra ngoài trước, tức là giải quyết những cái khó khăn bên trong trước. Phải là một cái người thông đạt, cái người giữ được sự quân bình, người điềm tĩnh, người có sức chịu đựng lớn, một người có thể kiểm soát được cảm xúc của mình, một người có thể không có dễ dàng bị sập bẫy vào những cái hiện tượng xảy ra trước mắt, mà biết lùi lại một bước để quan sát được bản chất của chúng, vân vân. Một người có chí khí, một người có tấm lòng lớn thì mới hãy nên gây dựng sự nghiệp. Tại vì khi bị bạn gây dựng tới đâu là sự nghiệp bạn vẻ vang tới đó, nó bền chắc tới đó và nó lung linh tới đó. Tại vì nó đến từ một cái trái tim đã được tôi luyện, từ một con người đã được tôi luyện. Nhưng mà bạn không dám làm như vậy. Tôi dám chọc tức bạn, dám kích tướng bạn. Tại vì sao? Tại vì bạn không thoát khỏi những cái gọng kìm của xã hội. Bạn biết cái điều đó cần, nhưng mà bạn không làm được. Bạn vẫn ngoan ngoãn đi theo hệ thống xã hội. Bạn vẫn muốn kiếm bằng cấp, bạn vẫn muốn chứng tỏ bản thân. Hai mấy tuổi rồi mà chưa làm được cái gì cho cuộc đời này thì nó nhục lắm. Cho nên là quơ vào cào cấu, đêm ngày lục lạo, lùng sục khắp mọi thứ để phải làm cái gì đó. Mà cái quan trọng nhất là gì? Là mài dũa bản thân, là điều chỉnh tâm hồn mà không chịu làm. Thì tất cả những cái phương pháp thực tập của Đạo Phật, không hẳn là tất cả, hầu hết, chúng ta loại trừ những cái phát sinh sau này nó không có đi thẳng vào cái con đường chuyển hóa, thì tất cả những gì mà tinh túy từ Đức Phật chia sẻ ra cho mọi người là phương pháp đạo luyện tâm thôi, nó không có liên quan gì tới tôn giáo. Đức Phật không có đề nghị chúng ta phải thờ phượng, phải cúng bái, phải van xin, phải cầu nguyện, phải tụng kinh, phải lễ bái, không có tất cả những hình thức đó. Tất cả những phương pháp giảng dạy của Đức Phật đó là giúp chúng ta thay đổi tâm tính, chuyển hóa phiền não, vượt thoát chính mình, vậy thôi. Và chúng ta gọi nó là thiền, và chúng ta cho nó một cái nhãn hiệu là thiền, và mặc định đó là một cái phương pháp nó riêng biệt với những cái phương pháp khác của Đạo Phật. Nhưng mà kỳ thực đây chính là sự thực tập chánh thống của Đức Phật và các học trò của Đức Phật cái thời ban sơ, gọi là thời nguyên thủy. Cái thời Đức Phật chỉ có vậy thôi, chỉ có hành trì, chỉ có liên tập những phương pháp khai mở tâm hồn của mình. Và khi tâm của bạn nó đạt tới một cái mức độ được thuần thục, bạn điều khiển được nó giống bạn huấn luyện một con chó hay là một con khỉ. Khi mà phiền não nó trỗi dậy, một nỗi buồn nó bung ra, và bạn tìm cách bạn đưa nó trở xuống ngay lập tức. Khi một ý niệm đen tối nó đi ngang qua bạn là bạn chặn nó lại và bạn quan sát nó để biết cái nguồn gốc từ đâu, để bạn buông bỏ cái ý niệm đó xuống. Thì cuộc đời này trở thành thiên đường, là cõi tịnh độ, là niết bàn. Đức Phật gom nó vào một cái câu nói, đó là vạn pháp duy tâm tạo. Vạn pháp tức là những gì mà bạn thấy được cái thế giới xung quanh này, từ những sự vật cho đến những sự việc, nó tùy thuộc vào tâm của bạn. Cái thấy của bạn về cái thế giới này là do cái sự phản chiếu từ nơi tâm thức của bạn, chứ cái thế giới này nó không hẳn đúng như là bạn đang nhìn thấy. Khi tâm bạn như thế nào thì bạn sẽ nhìn lên cái thế giới này, cái thực tại này như thế đó. Khi tâm bạn đẹp, nhiều năng lượng lành, thì nhìn xung quanh ai cũng lành, ai cũng đẹp. Còn khi tâm bạn nó vẫn đục, nó bất thiện, nó có quá nhiều cái rối rắm, thì bạn nhìn mọi thứ xung quanh đều bất ổn hết, nhìn thấy ai cũng có vấn đề. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta đừng có thay đổi thế giới, đừng có thay đổi con người, đừng có thay đổi hoàn cảnh, hãy thay đổi chính mình. Lý thuyết là như vậy, chứ còn thay đổi chính mình thì nó khủng khiếp lắm. Nhưng mà ít nhất là bạn phải có chánh kiến, bạn có một niềm tin chắc chắn, không có lung lay, rằng là khổ là do mình. Những cái phút trước mình đối thừa khổ là do anh làm cho tôi khổ, mà sau đó nhớ rằng là Đức Phật có nói khổ là do mình, thôi không có nói nữa, xin lỗi anh, khổ không phải do anh, khổ do tôi.
Ít nhất là bạn cũng nhớ là cái nguyên nhân khổ là do bạn đòi hỏi, bạn muốn người đó phải đúng như ý của bạn, hoặc là cái sức chịu đựng bạn kém quá. Tại vì cái người đó cho dù họ có khó chịu cỡ nào, nhưng mà nếu sức chịu đựng của bạn lớn, bạn có một trái tim rất là vĩ đại, thì hay là bạn là một người đang rất là hạnh phúc, thì sự khó chịu kia chẳng có làm gì được bạn. Mà bạn hoàn toàn có khả năng làm được điều đó. Đức Phật cam kết như vậy. Đức Phật guarantee với bạn rằng là nếu bạn tôi luyện đúng đắn, đúng phương pháp, đúng thái độ, thì bạn hoàn toàn có khả năng ôm hết mọi khổ đau trên cuộc đời này mà bạn không hề khổ đau. Tại vì khi đó tâm bạn nó đã sáng ngời, nó đã trong vắt rồi, thì nhìn cuộc đời này đáng thương hơn là đáng trách. Muốn giúp đỡ, muốn chia sẻ hơn là bỏ chạy, tránh né. Và các nhà khoa học ở đầu thế kỷ thứ 20 cũng đã, xin lỗi, ở cuối thế kỷ thứ 19 cũng đã thấy điều đó. Các nhà khoa học nói rằng là những gì mà chúng ta nhìn lên cái thực tại này, nó chỉ đúng với trình độ chúng ta đang có, chứ thực tại là chính nó mà chúng ta không bao giờ tiếp cận được, dù đó là lăng kính của khoa học. Đơn giản là khi bạn buồn thì bạn thấy xung quanh rất là chán ngán, mà khi bạn vui thì thấy cái gì cũng được, cũng ổn. Người buồn chẳng có vui đâu bao giờ. Đó là tuệ giác của cụ Nguyễn Du, mà cũng đứng trên tuệ giác của đạo Phật. Vậy có phải là chúng ta công việc quan trọng nhất bây giờ chúng ta cần phải làm đó là dọn dẹp tâm thôi, dọn dẹp vườn tâm. Tâm nó giống như là một khu vườn, Đức Phật hay gọi là tâm địa, đất tâm. Tâm nó giống như là một mảnh đất, và vì nó là một mảnh đất cho nên trong đó nó có rất nhiều loại hạt giống khác nhau. Nó có những hạt giống tốt. Tốt có nghĩa là nó, những hạt giống đó giúp cho bạn có bình an và hạnh phúc chân thật. Và đồng thời nó cũng đang xen vào đó những hạt giống xấu, hạt giống nó làm cho bạn khổ lụy. Bây giờ bạn phải là một nhà làm vườn giỏi. Trước hết là bạn phải dọn những cái cỏ dại đang mọc trên đất, tức là những hạt giống nó đã sinh sôi nảy nở rồi. Trong người mình đang sở hữu một vài thói hư tật xấu, một vài năng lượng tiêu cực, một vài cái rác rến phiền não, dọn dẹp những cái đã sinh sôi nảy nở rồi. Và tiếp tục đào xới những cái hạt nó sắp sửa nảy mầm, lấy lên hết, dọn sạch để chừa lại tất cả những hạt giống tốt thôi. Bạn có nhiều đức tánh tốt mà thời gian qua vì chuyện học hành, vì chuyện kiếm tiền, vì chuyện muốn gây dựng sự nghiệp này nọ mà bạn đã không có cơ hội nuôi dưỡng nó. Bạn từng là một người nhẹ nhàng, tinh tế. Bạn từng là một người bao dung, độ lượng. Bạn từng là người có rất nhiều nụ cười trên môi. Và bây giờ bạn nhìn lại bạn xem, là có rất nhiều thứ quý giá mà chúng ta đã mất đi cơ hội nuôi dưỡng. Thì trong cái khóa thiền tập 12 ngày này, tôi không có hứa là sẽ đưa bạn trở về con người cũ. Tôi chỉ hứa là tôi sẽ cống hiến hết mình, những kinh nghiệm của mình, những kinh nghiệm thiền tập của mình, để bạn có một con đường, để bạn có được những cái phương pháp thực tập. Mà nó chỉ trở nên hữu hiệu khi bạn hết lòng chuyên cần thực tập. Mà cái sự chuyên cần này, cái sự quyết liệt này, nó ảnh hưởng trên những yếu tố sau. Thứ nhất là bạn có chánh kiến về cuộc đời này chưa, như những gì tôi đã chia sẻ. Hai là bạn thuộc tiếp người siêng năng cần mẫn nỗ lực, hay là lười biếng giải đái, hay là tiếp người hứng lên thì làm quá trời quá đất, mà hết hứng rồi là dẹp luôn. Giống như là khóa này 12 buổi đi được 3 buổi đầu tiên thôi, mà còn cổ vũ nhiều người cùng đi nữa, là sau đó biến mất luôn. Thì cái kiểu như vậy thì rất là khó để luyện tập. Và tất nhiên là đây chỉ là một cái khóa vừa học vừa tu thôi, mà học là nhiều hơn tu nữa. Đây tu ít, về nhà phải tu nhiều hơn. Cho nên cái mức chuyển hóa của nó sẽ không bằng khi các bạn bỏ hẳn ra một tuần lễ hay là nhiều tuần lễ để đặt mình vào một cái môi trường thích hợp nhất, đó là thiền viện hay là trung tâm thiền để luyện tập, thì kết quả sẽ rất lớn. Tuy nhiên vì hoàn cảnh, vì một số lý do đặc biệt mà bạn chưa có thể làm được điều đó, thì cái lớp học này nó cũng có thể giúp đỡ bạn được phần nào.
ít nhất là bạn được tưới tẩm, được nuôi dưỡng cái chí nguyện, cái mong cầu, cái mong muốn đó, hay là một số cái bài thực tập cơ bản để giúp bạn giải quyết những cái khó khăn trên mặt cạn, những cái rối rắm phần nào ở trong tâm thức của bạn. Tuy nhiên, đối với những bạn đã từng có những cái chương trình thiền tập, những cái khóa trước đã tạo ra cái năng lượng thiền tập này rồi, thiền tập rồi, thì những cái chia sẻ trong cái khóa này nó sẽ giúp ích rất nhiều, nó sẽ khai mở được nhiều thứ ở trong các bạn để tiếp tục làm nguồn cảm hứng để các bạn tiếp tục phát triển cái công phu thiền tập của mình, nội lực của mình, cái chương trình hàm dưỡng tâm hồn. Vậy thì trong cái bài chia sẻ này, bài tập dành cho các bạn trong tuần tới, nếu các bạn muốn dự buổi thứ hai trước khi vào cửa này, các bạn sẽ phải nộp bài tập. Các bạn về viết, gửi cho tôi một cái lá thơ, chỉ chừng một mặt của trang A4, tức là hai mặt của tờ giấy đi học. Các bạn hãy chia sẻ cái chánh kiến của các bạn về cuộc đời này, chánh kiến thật. Dù chánh kiến này bạn mới tiếp nhận từ những chia sẻ của tôi cũng được, hoặc là bạn tiếp nhận từ đâu đó mà bạn đã chấp nhận nó trở thành một cái phần nhận thức của mình rồi, về quan điểm về giá trị sống, giá trị hạnh phúc của cuộc sống và cái quyết tâm hành thiện của bạn. Hai cụm thứ nhất đó là hai đề tài thứ nhất đó là
những cái thấy, những cái chánh kiến của mình về cái giá trị hạnh phúc đích thực trong cuộc sống. Và tiếp theo đó, đó là cái nói lên cái quyết tâm muốn hành thiền của các bạn ở cái mức nào. Và các bạn muốn dự được buổi thứ hai thì các bạn phải nộp cái bài đó đi qua cái cửa, rồi các bạn mới được vào dự buổi thứ hai. Tại cái khóa này sẽ là một cái khóa nó khác những khóa trước, chúng ta sẽ làm việc chung với nhau rất là nhiều. Phúc Tịnh xin kết thúc podcast hôm nay tại đây. Bài pháp thoại mang tính chất tâm lý trị liệu do Thầy Minh Niệm và Cộng đồng Thiền Tâm lý Trị liệu Miền Tỉnh Thức thực hiện. Nếu thấy bài pháp thoại này là hữu ích, thì nhờ quý vị anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Kênh podcast Phúc Tịnh xin góp một phần để lan tỏa những bài pháp thoại đầy giá trị này đến với những người đang cần sự giúp đỡ về mặt tâm lý, cũng như những người thực sự ổn, để cùng xây dựng một xã hội bình yên, hạnh phúc hơn. Trân trọng cảm ơn mọi người đã theo dõi. Ngoài ra, do giải thuật của YouTube ưu tiên những video có nhiều like, nên nếu mà thích video này thì nhờ quý vị anh chị bấm thêm vào nút like video và ấn nút theo dõi kênh để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn. Xin cảm ơn sự theo dõi của anh chị và chúc các anh chị có một buổi trưa an lành.